tiếp gót người ngoài hành tinh ở Miami. UFO hình con sữa xuất hiện ở căn cứ Mỹ. Vụ người ngoài hành tinh cao 3 mét xuất hiện ở trung tâm Miami còn chưa hết xôn xao, thì mới đây, người ta lại phát hiện một UFO kỳ lạ ở căn cứ quân sự của Mỹ. Trước đó, mạng xã hội X lan truyền rầm rộ video quay lại hình ảnh hàng trăm xe cảnh sát tập trung giữa đường lớn, được cho là đang phong tỏa hiện trường vây bắt người ngoài hành tinh. Trong video, một người cho biết, người ngoài hành tinh dài hơn 3 mét đã bị bắn từ bên trong lẫn bên ngoài trung tâm thương mại Miami. Giới truyền thông vẫn giữ im lặng vì cảnh sát muốn che đậy. Phía cảnh sát thì nói rằng, họ tập trung tại đây vì một cuộc ẩu đả và đã bắt giữ 4 thiếu niên ném pháo hoa vào nhau gây rối trật tự. Nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ, tại sao tất cả xe cảnh sát và điều khiển không lưu đã tập trung vào đêm đó mà không đưa tin trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Sự việc vẫn còn gây bàn tán thì mới đây, lại xuất hiện video về một UFO hình con sữa gần một căn cứ hoạt động của Mỹ ở Iraq. Đoạn video mới do nhà báo Jeremy Corbell công bố cho thấy một thứ gì đó giống như một con sữa đang bay trên bầu trời, những xúc tu của nó lủng lẳng trong không trung. Theo Corbell, vật thể này được Lầu Năm Góc chính thức chỉ định là UAP, hiện tượng trên không chưa xác định. Đoạn phim được quay bằng radar hồng ngoại, màu sắc vật thể thay đổi liên tục trong suốt video, cho thấy sự thay đổi về nhiệt độ. Tiến sĩ Matthew Sadajit cho biết, điều đó thật đáng chú ý, bởi vì không có bất kỳ vật thể nào đã được biết trước đó có thể thay đổi nhiệt độ nhanh như vậy. Vật thể này di chuyển qua một cơ sở quân sự nhạy cảm, sau đó di chuyển trên mặt nước, rồi hạ xuống một cách có kiểm soát trước khi chìm xuống nước. Sau 17 phút, nó nổi lên khỏi mặt nước và biến mất với tốc độ cao.